bắt đến đi, trả lại tâm trí đây. Mèo 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 mèo, hungakialoblog.vn. Bán rồ bậc da rẻ uy tín nhất Việt Nam VIP. Bờ rồ ác ngon gốt hưu bên sông Kiêm. Các bạn mua thứ đi mua xong trời phê là ưng. Qua chừng lòng em cứ tứng 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 tứng. Hello, xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hungakia. Và chào mọi người đã quay trở lại một video nữa về reaction TikTok. Nhưng hôm nay chúng ta đi xem trên Facebook nha các bạn ơi. Tại vì là mấy video gần đây tôi xem cái TikTok bản gốc ý, nó cuốn quá các bạn ạ. Xem xong kiểu gọi là suy thận ấy. Nó bị gọi là kiểu hết sinh lực đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là chúng ta nên cai nghiện một quãng thời gian đi. Thế nên là chúng ta sẽ cùng đi xem ở trên Facebook để xem được những cái video nó hài hước, nó giải trí thực sự nha. Chứ dạo này gái gú nhiều lắm rồi. Mình hôm trước thì mình đi khám, bác sĩ bảo là mày suy thận đấy Hùng ạ. Mày gọi là mày nên gọi là hạn chế coi gái trên TikTok thôi. Mình cũng kiểu là vâng, ngoài những lúc reaction ra thì lúc đéo nào cháu cũng xem. Nói đùa thế chứ lâu lâu đi xem trên Facebook tí các bạn ạ, cho nó mới mẻ nhá. À nhưng mà đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký. Và nếu như bạn nào mà biết dùng Discord mà muốn tham gia vào Discord của mình để cùng giao lưu nói chuyện, chơi game, block food các thứ các kiểu với các bạn ở trên kênh của mình thì các bạn có thể vào bằng link dưới phần mô tả nhá. Mọi người là link Discord ở dưới đó. kiến thức tự vệ là gì các bạn? Là phải kiểu đưa tay ra này. Bình thường là ông ấy hướng dẫn, ý ám chỉ là các bạn phải vặt mồm đối phương phải không, hay là làm quần què đấy. Nhưng mà đây, làm như này xong cái là tầm này là tự vệ được. Thay vì đánh nhau là chúng ta chuyển sang là thông nhau. Chính xác là thông nhau mẹ luôn. Ê, prima. Ê. Ôi. Ôi, đây là game một mạng đúng không? Cái này là game mạo hiểm đấy các bạn. Cái bộ môn này là mới hơn bộ môn kinh dị các bạn ạ. Là thay vì các bạn chơi game kinh dị là kiểu chỉ bị dọa giật mình thôi, thì các bạn sẽ gọi là chơi game mạo hiểm một mạng. Chết phát là đi luôn các bạn. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Cái đéo đây. 1 2 3 4 5 6 1 2. Đồng xu bên này mất một đồng này. 3, 4, 5. Ủa? Cái này cắt ghép video hay làm cái gì sao biến mất được vậy? Yo! Bật mic lên đi. Yo! Yo! Bụ má vô cái lộn. Ngắn gọn sức tích. Vô cái lộn. Đúng là chỉ có tại FIFA. Bên Liên Quân thì thực ra bọn nó cũng chửi nhau như này các bạn ạ. Nhưng mà thay vì là bọn nó chửi bằng mic thì tụi nó chat. Còn bên game FIFA nó có vụ bật mic nên tụi nó chửi nhau bằng mic các bạn ạ. Đi làm cục vãi. Đi làm chắc hôm nay mới bị người yêu chia tay các bạn ạ. Cục vãi này. Vứt đồ luôn mà. Chất thực sự. Loài mèo có thể bắt chước hành vi của con người. Chủ đạo tới đấy. Các bạn nhìn hai con mèo nó làm gì đây? Con này kiểu chứ tao không biết gì hết. Tao biết gì hết là nó tự làm. Là tao biết. Ôi tụi bay. Ôi, húc kiểu gì mẹ mày rách cái đít quần mà người không chết vậy? Đỉnh thực sự. Helicopter,
má tay của Nguyên giật đúng như kiểu cái máy à, cái quạt của cái trực thăng luôn ạ. Châu này nghiện vãi, mẹ ông này chắc mẹ xem sách nhiều này. Tiểu Nhị, cho xin cái giá mà trả. Dạ. Anh chị là gần 5 người là hết 1 triệu ạ. Sao là 1 triệu? Quán tính kiểu gì đấy? Dạ, quán em là tính ăn buffet là tính trên đầu người mà anh 200 nghìn một người, 5 người là 1 triệu ạ. Thằng này có đầu đâu? Dạ, thế để em tính lại cho anh ạ. Dạ, anh em gửi cái hóa đơn ạ. Sao triệu 6 này? Dạ, anh em tính cả đầu khớp nữa ạ. Kiểu như cho xin. Cái này cơ mẹ. Tính cả đầu khớp ạ. Thế là những gấp đôi lên nào? 4 người là... Ủa? Khoan, từ. Từ nhá. 5 người. Từ nhá. 5 người là 1 triệu. Là 5 cái đầu người. Ok chưa? Nếu như mà bây giờ mà ông áo đen hoàng hôn này, hình như đây ông hoàng hôn đúng không? Không có đầu. Tức là chúng ta còn 4 người thì là 800.000. Là Lê Bảo đi tính lại là 800.000. Nhưng tại sao lại nhân đôi lên thành 1.6 triệu? Trong khi chỉ có 3 ông con trai còn lại là còn đầu thôi. Và là có đầu khớp thôi. Tức là 800 cộng với lại 600 phải là nghìn, à, 1.4 triệu ấy. Chứng tỏ bạn nữ này có đầu khớp. Đéo được rồi. Có gì không ổn. Con em năm nay lớp 6 và dạo này trường bắt học online khá nhiều. Tuy nhiên thỉnh thoảng em bất chợt về nhà lại thấy con xem sách. Cái đéo gì vậy? Là đang học online nhưng mà con lại ngồi xem sách. Đéo được rồi, không ổn rồi cô ơi. 1m55 thì có xài được không á? Ông nhầm like rồi, ông lướt lên trên xuống dưới, ông nhầm like rồi, like này bán giấy chùi đít chứ không bán quần áo đâu, 1m55 mà có mua được không? Bạn 2m thì lỗ đít của bạn cũng chỉ lâu đó khoảng tầm... Hợp lý mẹ luôn, bạn có cao 2m thì lỗ đít của bạn có mấy phân thôi. Hôm nay tôi lên hoa anh em một dàn sáo, sáo này tôi vừa mới làm xong, tôi không biết sáo gì cả, sáo loạn âm. Để tôi không biết. Hôm nay tôi sẽ cho anh em thử nghe âm nhá. Đi mẹ mày. Tôi đang xem cái đéo vậy. Mày, cho chúng mày đi trốn. Tao đi tìm. À, đến 100 nhá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Mẹ ngày xưa bọn ở lớp tôi đếm kinh với ai đếm 5, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100. Ôi mẹ mày mở mắt ra vắt với anh kiến chưa kịp chạy ra khỏi cái cột đấy các bạn ạ. Gì đây, thanh niên này nhảy xuống sông à? Ui ôi mẹ, lông nách. Trời ơi anh Nam lông nách. Giống mình ngày xưa. Ngày xưa có một số lần mình chơi đi trốn tìm, bọn mình chỉ chơi quanh khu vực đấy thôi. Nhưng mình trốn con mẹ về nhà, mình nằm ngủ luôn. Bọn nó đéo tìm được. Sau đến lúc mẹ về mình ngủ dậy, mình đi ra, thấy bọn nó đi về hết mẹ rồi. Mình hỏi là ớ chơi trốn tìm xong rồi. Bọn nó kêu bảo tìm mãi nó thấy mình, bọn nó về mẹ rồi. Hóa ra là bọn nó về kiểu tìm mãi không được. Bọn nó cứ tưởng là mình vẫn đang trốn, nhưng không. Thế ra mình về mình ngủ một giấc xong rồi mình đi ra các bạn ạ. Bẩn ác. Đéo lâu vậy, 15 phút mà đéo tìm thấy, gần như này. Ôi, ông kia nổi rồi kìa. Nổi sớm thế, tưởng 3 ngày mới nổi mà. Và Kevin đánh nhau, con voi và con cóc đánh nhau. Ban đầu đánh giá từ vị trí của con chuột. Không, đó là con chuột đánh nhau con voi đúng hơn. Con cóc hỗ trợ con voi đánh nhau với con chuột. Hai con chuột đánh nhau với con voi và con cóc. Có cả sự trẻ con cáo nữa. Đại hội võ lâm, đại hội súc vật. Tôi nghe thấy câu cuối rồi. Đại hội súc vật các bạn ạ. Vãi cả đồi bình luận giải Liên Quân. Cái này là bình luận cỏ chứ đúng không? Chứ bình luận ở trên sóng gọi là của Liên Quân Mobile mình có chuyện mà giờ bình luận như này đúng không? Thôi thắng lại. Xác gì cha. Thôi khép miệng lại. Khép xác vô. Đó, ừ. Đó, như vậy. Vãi cả linh con rắn nó biết nghe lời luôn ạ.
áo đét vậy. Hey. Mà chắc là lúc còn sống thì ai cũng lạc quan như này thôi các bạn. Đến lúc nó tập cho xong rồi là còn mấy chục giây để sống thì chắc là tầm đấy là hết huấn luyện rắn luôn. Bộ môn này mình làm được ấy. Mình đã từng lấy tờ rim của mình quật vào cột rồi. Và cái kết là cột gãy. Nên mình nghĩ là cái việc mà dí lửa vào lửa như này đó là bình thường. Tại sao mọi người lại thích bất ngờ với những cái bộ môn này nhỉ? Hôm nào tôi làm thử cho các bạn xem. Nào tôi dí cả cái bật lửa vào luôn. Không thôi nó đùa đấy các bạn ạ. Học tim ấy. Hốp. Hốp. Tao đã chờ đợi cảnh cái con này là con gì? Con dê à? Tôi đã chờ đợi cảnh con dê này nó sẽ cúi đầu xuống để cái sừng của nó chọc cái đằng trước. Sau đó húc vào đít thằng ta này. Thằng ta này sẽ bị móc quả sừng vào lỗ đít. Nhưng không, nó là nó nhảy lên lưng ạ, đéo hiểu ạ. Ơ! Pha này ngang đầu lắm, ngã nó vào cỏ. Ok, như vậy đây là mấy cái pha mà gọi là fail các bạn ạ. Ủa, nhảy cái này đập đập bố đất rồi cũng đau đấy. Ui, người yêu xinh thế nhở? Anh ơi, em thích người yêu anh ấy. Ui rồi. Ui dồi ôi, quả cameraman này thì cũng được rồi đấy. Nhưng mà tôi đánh giá là nó hơi chóng mặt nhá. Tôi không kịp theo dõi gọi là tình tiết của video nhá. Đề nghị lần sau gọi là chuyển cảnh, nó dừng những cái cảnh. Ờ, có dừng đấy nhưng mà nó dừng nhiều một tí. Nó dừng nó gọi là nó bị hơi nhanh. Ui dồi ôi. Tên thì là Như Lép. Gọi là cát thì ghi là 2009, đừng hỏi nữa. Rồi nội dung cái video này. Tố cáo cái video này là lừa đảo. Đâu nhỉ? Cái gì liên quan đến việc là thông tin sai sự thật. Đúng rồi, thông tin sai sự thật về nội dung khác. Đấy. Mà thôi, báo cáo mà dạy quá. Nhưng mà thông tin sai sự thật nhá. Cái tên sai sự thật này, cái này không biết là đúng sai sự thật hay không, nhưng mà tôi đéo tin. Tôi không tin. Cái nội dung nó gọi là nội dung, ý mình là nội dung nội dung hay như này thì không thể là 2K9 được. Chết rồi các bạn ạ. Tôi bắt đầu tôi đi tôi lướt phải mấy cái video Facebook mà tôi đã rất là muốn tránh rồi. Nhưng mà vì lỡ lướt qua nên mình buộc phải xem các bạn nhá. Cái này gọi là trường hợp bất khả kháng, tự vệ thất bại. Tôi đang xem cái đéo như này. Cái gì đó? Xinh quá, ý mình là vậy nhưng mà cái gì nữa? Ô, người quen này. Người quen các bạn ạ. Em Huyền Bạch 2K4. Ôi, nhạc Sơn Tùng. Rớt con tim anh, em sẽ không cất anh được đâu mà. Hãy cảm thấy mất yêu đôi đó, cứ quay lại đấy anh. Em biết rằng con đôi con đang trẻ lập từ đôi kia đó thế kia. Nếu mà đau mất rời vì em nó bay bê. Nó bay, đừng nhìn anh nữa, nó mặt ngày xưa. Giờ ở đâu nó còn là em, nó đã khác rồi. Em không quay lưng, quên hết đi. Quên mặt, mẹ chết mẹ, đang xem video có phải đi để hát đâu. À, tôi mệt lắm rồi, cho tôi video khác được không ạ? À,
Tôi nghĩ là hôm nay chúng ta xem đến đây được các bạn nhá. Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Tháng 11 còn dài lắm các bạn, tháng 11 còn tận chục ngày nữa, mình nghĩ là nên dừng lại đây thôi. Video mình kết thúc ở tại đây luôn nha các bạn nha. Thế nha, goodbye.